chào tất cả các bạn đến với kênh Willow Recovery. Tôi là DM97. Như tiêu đề đã đề sẵn, video này sẽ là một vài quan điểm so sánh của tôi giữa hai bộ truyện Thám tử Lừng Danh Conan và Thám tử Kinichi. Thì như mọi người đã biết, ở trong thể loại truyện trinh thám của Nhật Bản tồn tại khá nhiều ông lớn với vô số điểm nổi bật, cả về độ hát não lẫn cảm giác kích thích, hồi hộp gây cấn gây ra cho người xem. Nhưng nếu xem xét đến khía cạnh chất mặt giữa tất cả các yếu tố đó, cộng với việc dễ tiếp cận cho phần đông khán giả người xem, thì phải nhớ tới ngay hai cái tên này là hai bộ truyện kinh điển trong thể loại truyện trinh thám Thám tử Kinichi và Thám tử Lừng Danh Conan, là hai bộ truyện luôn luôn được đem ra để so sánh. Tính đến nay, cuộc tranh cãi bộ nào hay hơn vẫn chưa bao giờ có hồi kết. Vậy, Conan và Kinichi, cái nào thực sự hay hơn? Trước khi đem ra phân tích thì tôi xin nhắc nhở mọi người, đây là ý kiến cá nhân của tôi, của một mình tôi, nên nó cũng khá là chủ quan, cũng như đem lại nhiều ý kiến trái chiều. Nhưng tôi xin người xem, người nghe làm ơn tranh luận một cách văn minh, ok? Là hai tựa manga cùng thể loại và nội dung cũng có phần tương đồng với nhau. Cả hai đều có nhân vật chính là một anh chàng thám tử trẻ tuổi vẫn còn đang ngồi trên ghế nhà trường. Tuy cả hai đều còn rất trẻ nhưng đã có tài suy luận vô cùng sắc sảo, đủ sức để phá rất nhiều vụ án lớn khiến cho cảnh sát phải đau đầu. Để xem cái nào hay hơn, chúng ta sẽ so sánh hai bộ này ở một vài khía cạnh. Đầu tiên là về cốt truyện nội dung chính. Ở Conan, ngay từ những chap đầu tiên, chúng ta đã được giới thiệu đến Kudo Shinichi, tổ chức áo đen, kẻ thù chính và cũng là mục tiêu của cả bộ truyện. Những kẻ đã khiến cho cậu teo nhỏ trở thành Conan. Nó gây hứng thú cho người đọc ngay và liên tiếp là những vụ án mạng mà cậu bé Conan vô tình. Tôi nói là chỉ vô tình thôi nhé. Ở Kinichi, chúng ta dễ dàng tóm tắt lại nội dung theo một cách vô cùng đơn giản. Một học sinh trung học thiên tài liên tục giúp đỡ cảnh sát phá được rất nhiều vụ án mạng gây người. Đây là một format được coi là kinh điển với một bộ truyện tranh trinh thám. Và không giấu diếm ý đồ của tác giả là sẽ thu hút độc giả thông qua những chi tiết sáng tạo, độc đáo xuyên suốt nội dung đã có. Và quan trọng, tôi đánh giá cao Kinichi hơn vì sự không tài giọng lên thế như Conan. Tôi hỏi thiệt các bạn, qua bao nhiêu là chap, bao nhiêu là vụ án xuyên suốt từ đầu truyện đến giờ, các bạn có biết chân tướng của băng đảng áo đen là ai không? Chưa kể là sau đó, công thức để giải độc cũng như biến cơ thể Kinichi trở lại nghiệp cũ cũng cứ lần này đến lần khác bị thất bại. Mỗi lần tìm ra được một loại thuốc mới và biến Kinichi trở lại thành người lớn, lại đi như rằng mấy chương sau, anh chàng sẽ lại bị tiêu nhỏ vì một lý do, đó chính là nhân thuốc. Manh mối về băng đảng áo đen thì cứ lập lờ lúc có lúc không, lúc thì liên quan tới một vụ án lớn và tưởng chừng như sắp lộ diện, khi thì lại bật vô âm tín suốt một thời gian dài qua mấy chục chương như chưa từng xuất hiện. Còn riêng đối với Kinichi thì anh chàng này chỉ tập trung vào phá án. Đơn giản như vậy là quá đủ với một bộ truyện tranh trinh thám hơn mang nạp yếu tố hình sự viết tưởng như Conan. Tiếp theo là về các vụ án trong bộ truyện. Những vụ án của Conan, tôi phải công nhận những ngày đầu tôi đã thấy nó thực sự rất tinh vi, những tiểu xảo hay thủ đoạn của hung thủ quá là đỉnh. Khách đỉnh ở đây còn được thể hiện rõ ràng ở chỗ là hầu hết các hiện trường vụ án đều khá sạch sẽ, không có cảnh máu chảy nổ rơi hay những đoạn đứt lìa cơ thể. Làm cho bản thân tôi không hề hết bơ ngơ kiểu ủa thật hả? Nó diễn ra như vậy thật ư? Vậy mà cũng được hả? Hung thủ thật sự quá văn hóa. Điều này giúp Conan hướng được nhiều đến độc giả nhỏ tuổi, độ phủ sóng sẽ rộng hơn. Nhưng vô tình chung thì lại giết chết sự phong phú của bộ truyện khi làm người đọc có cảm giác bị nhàm chán, những vụ án đó cũng sẽ chung một format mà thôi. Tuy nhiên, tôi còn nhận ra được rằng các vụ án trong truyện đang ngày càng nhạt dần. Đó là ý kiến cá nhân của tôi và trở nên thật sự phi logic đến vô lý. Dán mát 13 tuổi nhưng bản thân tôi đây 25-26 tuổi rồi mà nhiều khi tình tiết ở trong vụ án luôn được tác giả miêu tả ở một mức độ cực kỳ phức tạp. Đôi khi còn phức tạp hơn cả một trò ảo thuật, khiến cho người xem tự hỏi rằng liệu những hung thủ vốn chỉ là những người bình thường như thế này có ghi ra được những chiêu trò như vậy hay chẳng. Kiểu như là toàn những kẻ quá thông minh, am hiểu và thậm chí là những bậc thầy trong một hoặc một vài lĩnh vực nào đó. Cũng chính vì vậy mà đâm ra những vụ án của Conan trở nên một cách phi logic, thiếu thực tế xảy ra khi ở ngoài đời. Nói chung với tôi ấy, thì nó hơi ảo. Có các bạn thì cảm thấy như thế nào? Chưa kể đến, ngoài đời làm gì có chuyện một thám tử luôn tình cờ, tôi nói là tình cờ nha, có mặt khi tội ác được tiến hành. Rồi kiểu hung thủ mặc dù biết là thám tử đang ở đó, nhưng vẫn rất ung dung thực hiện tội ác. Rồi sau khi phát hiện ra tội ác, thám tử luôn rất dễ dàng chỉ ra ba bốn kẻ tình nghi nào đó. Rồi lại tại sao thủ phạm không bao giờ lặng lẽ gây án rồi bỏ trốn, mà cứ phải gây án trước mặt mọi người với chị nhỉ? Mấy trao thủ kiểu gây án lén lúc đi cứ gây án cho đông người,
xong rồi lại ló, xong rồi lại bị giết vô. Thì tình ý, mang lại một cái, cứ khi có vụ án xảy ra là tôi lại thấy cô nàng đã gom được những người tình nghi lại và phá án một cái drum. Thật sự đúng như kiểu là Fast and Furious, quá nhanh, quá nguy hiểm. Thêm vào đó, việc lựa chọn những mục đích giết người cho hung thủ khi thủ tội cũng đang dần trở nên vô cùng nhạt nhẽo. Đôi khi họ có thể giết người chỉ vì những xích mích rất nhỏ nhặt, hay đơn thuần chỉ vì nạn nhân đã vô tình xúc phạm đến thân thương của họ mà thôi. Về số lượng vụ án, ở Conan có số lượng vụ án cực kỳ nhiều. Ở trong mỗi tập, bạn có thể xem anh chàng này phá tới vài vụ án khác nhau. Cách xây dựng nội dung này ban đầu sẽ tạo ra cảm hứng cho người xem, bởi cùng một tập, chúng ta sẽ được xem nhiều vụ án hơn thay vì phải ngồi chờ xem kết quả của một vụ án trong tập sau. Thế nhưng càng kéo dài nó sẽ lại càng gây ra nhiều mâu thuẫn trong nội dung của truyện. Và thậm chí đã có fan phát hiện ra rằng nếu tính tất cả số lượng vụ án mà Conan đã phá tính đến nay, chia cho số ngày trong năm, thì cứ mỗi một ngày, chú nhóc này sẽ lại xuất hiện và phá được một vụ án. Gặp tôi mà là công an, tôi sẽ chụp đầu cái thằng nhóc này lại hỏi cung tra hỏi các kiểu lâu rồi, chứ ở đâu ra cứ vụ án ngày nào cũng thấy cái mặt hắn. Nói thiệt, ở Conan tôi thích mấy vụ đối đầu với Kit, đạo tặc Kit, cứ kiểu mà có đạo tặc Kit là tôi sẽ ửng. Còn về Kinachi, ta thấy ngay số lượng vụ án của Kinachi cũng ít hơn hẳn so với Conan, và thường chỉ tập trung vào các vụ án lớn, chứ ít khi tập trung vào những phi vụ nhỏ lẻ. Vốn là một bộ truyện bám cực kỳ sát thực tế và thể hiện đúng chất của những kẻ sát nhân cuồng loạn vì thù, vì tình. Thường thì khai thác những vụ án mạng liên hoàn diễn ra ở các địa điểm tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài, ví dụ như lâu đài cổ, đảo tư nhân. Câu chuyện của từng vụ án luôn đan xen nhiều yếu tố phức tạp, đôi khi những vụ án còn được kéo dài đến hàng chục năm. Tất nhiên, với sự đầu tư nội dung như vậy, không có gì lạ khi chân tướng vụ án luôn có những plot twist cua gắt cực kỳ gắt đến nỗi độc giả không kịp đội mũ bảo hiểm. Một số vụ án điển hình khiến người đọc phải ngã mũ treo thua tác giả, tập trung vào những vụ án nặng nề về tâm lý với động cơ lẫn lý do gây án phức tạp hơn. Chính vì vậy mà khi xuất bản tại Nhật, Kinachi được xếp vào loại dành cho lứa tuổi 16 cộng, trong khi Conan được hướng đến độc giả 13 cộng với các quy tắc gây án đơn giản hơn. Như đã nói ở trên, nội dung nặng nề, các vụ án liên hoàn khá tàn bạo và một số tình tiết nhạy cảm giới hạn độ tuổi. Chính vì thế mà Kinachi không được phổ biến như Conan, đồng thời nó lại phù hợp với gu thưởng thức của các độc giả lớn tuổi. Ở Kinachi, tuy rằng ở những tập đầu tiên, tác giả đã đề ra khá nhiều lỗ hổng trong việc lập luận các vụ án, nhưng trong các tập sau đó, điều này đã được cải thiện và dần biến các vụ án của Kinachi trở thành những vụ án ấn tượng và vô cùng khó quên đối với nhiều độc giả đam mê truyện trinh thám. Tiếp đó chính là cách xây dựng nhân vật. Nhân vật chính, Udo Shinichi là nhân vật tôi khá là thích từ khi còn nhỏ. Lý do ư, vì cậu ta quá hoàn hảo, cậu gần như là không có gì để chê trách về ngoại hình, tâm hồn và tài năng. Liệu bạn đã gặp được một anh chàng học sinh cấp 3 nào vừa giỏi thể thao, giỏi suy luận, lại còn sở hữu một kho kiến thức sâu rộng thuộc đủ mọi thể loại, từ văn học, triết học, vật lý, hóa học, tâm lý học. Khi đến một địa danh, anh chàng có thể đọc rào vạch vách lịch sử cũng như điểm tích về di tích này. Khi thấy một người bị trúng độc, anh chàng cũng lập tức đọc ra được là bị trúng độc gì. Không những thế, anh chàng khi bị te nhỏ còn được ông tiến sĩ trao cho rất nhiều món bảo bối, có vẻ giống như kiểu các siêu điệp viên, như đồng hồ phóng kim tim gây mê, thắt lưng bắn ra trái bóng, dây trợ lực rồi cả máy giả giọng nói. Hồi nhỏ đọc cực kỳ thích, nhưng lớn lên một xíu thì tôi lại thấy tất cả những cái phát minh đó, cách xây dựng hình tượng nó lại khiến cho hình tượng của Shinichi trở nên hư cấu và xa rời với thực tế hơn. Và điều này thực sự không phù hợp lắm với một bộ truyện tranh trinh thám yêu cầu có tính logic cao. Kéo theo đó là cậu ta không có đấu tranh về đạo đức, không có rắc rối tuổi tin, kiểu trừ mấy cái vụ tình yêu vớ vẩn ra, thì chính điều này đã khiến cho cá tính của cậu ta rất mờ nhạt. Ngược lại, tôi lại có thiết cảm với hầu hết các nhân vật phụ, đặc biệt là Ran, ông Mori và ngay cả trung úy Takashi. Họ đều có vấn đề, có thiếu sót, nhưng họ lại rất chân thực và gần gũi. Nhiều nhà thám tử khác cũng vậy, họ tài giỏi nhưng không hoàn hảo, và điều này vô hình chung hình thành lên tính cách rất mạnh ở một cá nhân nào đó. Họ có thương hiệu của riêng mình, và điều đó khiến họ được độc giả nhớ mãi. Shinichi cũng thật tác giả bụng hơi bị quá tay, đó là điều thứ hai mà tôi không thích. Nếu tôi nhớ không lầm thì cậu ta chưa hề thua trong một vụ án hay vụ đấu trí nào, trong khi các thám tử khác hầu hết đã từng thất bại một vài lần.
Ở Conan, chúng ta sẽ thấy cảnh nhân vật chính này qua rất nhiều năm, trải qua rất nhiều mùa Valentine, trải qua rất nhiều mùa Giáng sinh, nghỉ hè các kiểu đi biển con đà điểu mà không hề được lên lớp. Hay thậm chí bạn cũng chả cần phải quan tâm xem thế giới của Nam bị thao túng bởi một băng đảng áo đen, mà từ đâu đến bây giờ chúng ta chẳng mảy may biết được chúng là cái tổ chức hoạt động về lĩnh vực phi pháp gì mà lại nguy hiểm như vậy. Ngoài mấy thành viên ra thì hết, chúng ta chả biết được với cái tổ chức đó ra là sao, đóng góp gì vô cái câu chuyện mà việc Conan đang cố tìm với tổ chức đó để biến mình trở lại thành Kudo Shinichi. Còn về Kinechi thì sao? Cậu chỉ là một học sinh trung học có tài suy luận và khá gần gũi với người xem. Cá nhân tôi thì thấy còn giống như kiểu ở lớp thì đôi sổ nè, lười biếng, đọc sai, viết sai, nhìn ngô ngố, mờ lệch, vô tư, vô nghĩ và nhiều khi còn tự mang rắc rối về cho bản thân mình. Một hình tượng được xây dựng đơn giản nhưng vô cùng gần gũi, dễ tiếp cận độc giả. Ngoài ra, Conan được phổ biến rộng rãi hơn ở Việt Nam cũng vì một vài lý do như kiểu nét vẽ. Nhìn cái là biết luôn, Conan có nét vẽ rất đẹp, vẽ ai người đó đẹp và dễ phân biệt. Còn ở Kinechi, chúng ta chỉ thấy nét vẽ còn vô cùng cầu thả, nhân vật thì kiểu na ná giống nhau. Tôi nhiều khi còn không nhận được ra là đây là ai, có khi còn nhầm lẫn nữa cơ. Thời Conan bắt đầu du nhập vào Việt Nam cũng là lúc khởi đầu của nền truyện tranh nước nhà. Các đầu truyện ít nên dễ tạo ra được xu thế. Và Conan cũng chính nhờ cái lợi thế này. Vâng, và đó là tất cả ý kiến của tôi. Video kết thúc tại đây. Đây cũng chính là những suy nghĩ, quan điểm của tôi về hai đầu truyện này. Tôi cũng rất thích Conan, nhưng để thực sự đem ra so sánh thì tôi vẫn sẽ chọn Kinechi. Có một bí mật mà tôi muốn nói cho các bạn nghe, đó chính là kênh này vừa mới thành lập thôi. Nội dung nếu các bạn thấy hay thì có thể để lại một like, một bình luận, cũng như là một lượt đăng ký để ủng hộ tôi. Nếu các bạn đang thắc mắc vì vấn đề gì, có thể để lại comment bên dưới để chúng ta cùng thảo luận. Và bây giờ là kết thúc video. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.